Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu Thành và cõi nước cực lạc thanh tịnh Tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thanh này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho nó thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ nguyên thanh biên tập bình minh giảng ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn mười một địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Tập 334 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 390 Xem hàng thứ nhất Câu thứ hai Thử loại quỷ thần Hữu đại thần lực Năng giữ tu xuất thế pháp giả Tác lưu nang sự danh di quỷ lạc đây là nói về ma dương ba tuần thật sự thần thông đạo lực của ông ta cũng rất lớn khi thế tôn mới tu hành ông ta định cản trở định lực trí huệ đạo lực của thế tùng hơn hẳn ông ta ở trước mặt thế tùng ông ta phô bày nhiều kiểu uy hiếp dụ dỗ dở mọi manh khỏe nhưng Thế Tôn vẫn như như bất động Ở trong tất cả cảnh giới Thật sự làm được Không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp được Mà y không có biện pháp nào Thế Tôn thành Phật rồi Mà ba tuần cũng đến hộ Pháp đã có lần ông ta đến Thưa với Thế Tôn Ông ta nói Tôi vẫn muốn phá hoại Pháp của ông Thế Tôn trả lời Phật Pháp là chánh Pháp Người không có năng lực để phá hoại Ba tuần nói Đợi đến thời kỳ mạt Pháp của ông Pháp dẫn của ông sẽ từ từ suy yếu tôi khiến cho con cháu của tôi Ma con ma cháu Đều xuất gia khoác áo cà sa của ông Để phá hoại Phật Pháp của ông Phật Thích Ca Mâu Ni nghe thấy rơi lệ Không nói câu nào Lời nói của ông ta là thời đại hiện nay Thật đúng như vậy Ở đây Chúng tôi có cúng bài vị của Ma Dương Bài vị Ma Dương ba tuần Ông ta đã từng đến tìm tôi Chất dẫn tôi không thông báo ông ta Vì sao Tùy ý xâm phạm đạo tràng của ông ta Tôi nói tôi không xâm phạm sau này đột nhiên tôi nghĩ đến Ngày nay Internet TV Là đảo tràng của ông ta Chúng ta cũng có một cái TV Cũng có Internet Đây là xâm phạm đảo tràng của ông ta Thực là ma dùng phương pháp này Vậy hư lòng người trên toàn thế giới rồi Đây là ma dương lộng quyền Ở trong Phật Pháp Tiểu thừa có hàng phục ma Tám tướng thành đạo có hàng phục ma Đại thừa không có Đại thừa mới là thật sự hiệu thấu trị Chân tướng của nhân sinh vũ trụ Phật với ma là bình đẳng Chúng ta dùng một niệm tâm thanh tịnh Thì ma là Phật Ma đến hộ trì Nếu tâm ta không thanh tịnh Thì Phật biến thành ma Nó sẽ đến quấy nhiễu quý vị Đây là sự thật chân tường Cho nên là Phật hay ma Không phải ở bên ngoài Bên ngoài không Phật không ma Vấn đề là ở trong tâm Nếu quý vị dùng thanh tịnh bình đẳng giác để xem Ma cũng là Phật Nếu như dùng ô nhiễm Dùng phân biệt dùng chập trứ Thì Phật là ma Đây là điểm bất đồng giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa đại thừa thật sự cảnh tùy tâm chuyện tiểu thừa không phải sang tiểu thừa còn bị cảnh giới chuyển trong đại thừa đặc biệt là tịnh độ tâm chí hướng kiên định nhất tâm hướng đạo đó là một mục tiêu, một phương hướng Tôi chỉ cầu sanh thế giới cực lạc Tây Phương Những cái khác buông bỏ hết Ma hộ Pháp của quý vị Họ cũng rất quan hỷ Vì sao? Bởi người như vậy không nhiều Cũng hiếm hoi Dài người thành Phật Họ cũng rất quan hỷ Nhiều người quá Thì họ không quan hỷ nữa Ma không gì khác Chỉ là muốn khổng chế Muốn chiếm hữu mà thôi Họ khống chế Là thế giới ta bà Chiếm hữu cũng là thế giới ta bà Quý vị muốn rời xa thế giới ta bà thì họ sẽ khó dễ với quý vị chúng ta xem đoạn dưới đây hữu trí độ luận trung sưng tứ ma đây là trong kinh giáo thường nói đến kinh bát đại nhân giá cùng nói đến bốn loại ma này Nhất giả phiền não mà Tham đẳng phiền não Tham sân si mạng Trong Bách Pháp Minh Môn Luận nói về 26 loại phiền não 26 loại 6 căn bản phiền não 20 tùy phiền não phiền não năng não hại thân tâm nên gọi là ma thức tình ngũ dục là ma vì sao vì nó não hại thân tâm khiến cho thân tâm không thể yên tĩnh thân tâm được yên tĩnh đó tức là trong kinh nói Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm giác ngộ Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tạnh Đó là tâm Phật Tâm bình đẳng là tâm Bồ Tát không có phân biệt tâm thanh tịnh là tâm đạo tâm thanh tịnh sanh trí huệ không sanh phiền não trí huệ có thể nuôi dưỡng thân tâm Nhưng phiền não Nó não hại thân tâm Cho nên gọi phiền não này là ma Để nhị loại đít ngủ ấm mà Sắc đặng ngủ ấm Đây xác thực có thân thể Sắc thọ tưởng hành và thức vì sao gọi nó là ngụ ấm à, ấm có nghĩa là che đầy năm thứ này có thể làm chướng ngại chân tánh của ta khiến ta không thể kiên tâm sanh ra nhiều khổ nào cho nên gọi nó là ma Phạm phu tu hành Không dễ gì minh tâm kiện tánh Minh tâm kiện tánh đó là thành tựu tu hành không được thành tựu là do nó đang cản trở cho nên phải buông bỏ sắc thân mọi người đều cho rằng sắc thân là ta đây là chướng ngại lớn nhất chướng ngày căn bạn Thân không phải là ta, thân là cái gì? Thân là ta sở hữu. Giống như quần áo, quần áo không phải là ta, là ta sở hữu. Chúng ta lái xe ra ngoài, xe không phải là ta, là cái ta có. Đến lúc nào chúng ta mới có thể nhận thức chính xác Nhận thức được thân này không phải là ta Là ta sở hữu Gọi là ngã sở Danh từ gọi là ta trong Phật Pháp Ta sở hữu Chúng ta bây giờ đem cái ta sở hữu cho đó là cái ta Còn cái ta chân thật thì quên mất Cái ta chân thật là tự tánh Tự tánh là ta Phá tánh là ta Pháp thân là ta Đây là thật không phải giả dạ. Có rất nhiều định nghĩa về ngã Trong đó có hai định nghĩa quan trọng Thứ nhất nghĩa là chủ tệ Mình có thể làm chủ được không? Không được Nếu tôi có thể làm chủ được Tôi hy vọng tôi mãi mãi ở tuổi 18 Có làm được như vậy không? Hy vọng tôi không già Không bệnh, không chết Có thể làm được không? Không làm được Quý vị không làm chủ được Đối với thân thể của quý vị Còn không làm chủ được Thì làm sao có thể làm chủ giảng vậy Không có lý này Nghĩa thứ hai là tự tại Tôi không thể muốn làm gì thì làm không đạt được tự tại Có người nào không muốn được tâm thanh tịnh, Không muốn được tâm bình đẳng Vì sao không đạt được Không đạt được tức là không tự tại Cho nên tìm trong thân thể không thấy tự tại Tìm không thấy chủ tệ Sắc thân này Là nhân duyên sanh pháp Bây giờ mọi người đều biết thân thể là do ngũ tạng lục phủ, mắt tai mũi lưỡi thân tổ hợp thành. Những khí quan này thì sao? Những khí quan này là tổ tế bào hợp thành. Tế bào là nguyên tử tổ hợp thành. Nguyên tử là tổ điện tử hợp thành. Khoa học phân tích cho chúng ta, phân tích đến cuối cùng là quan tử nhỏ. Đức Phật biết mỗi quan tử nhỏ đều đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức. Các nhà khoa học không biết được. Khoa học chỉ nhìn thấy các hiện tượng, không biết được trong hiện tượng này còn có tinh thần. Các thứ tồn tại bên trong, họ không biết được. Điều này nói lên Phật Pháp còn cao hơn khoa học hiện đại nữa. Có lẽ 20 đến 30 năm sau Khoa học gia phát hiện lượng tử lực Lượng tử lực Không có tinh thần Thọ tưởng hành thức Không có các thứ này Nói cách khác, khác Mỗi quan tử nhỏ đều có Thọ tưởng hành thức Cũng là nói những thứ nhỏ như vậy Nó có thể thấy, có thể nghe Có thể hiểu được con người Không chỉ hết thể hữu tình chúng sanh hiểu được Có cây hoa lá cũng hiểu được Sơn hà đại địa cũng hiểu được Tâm người thiền Hành vi thiền Thiện với thiện cùng cảm ứng Có cây hoa lá Sơn hà đại địa Không cái nào không thiện Thế giới cực lạc hiện hữu là như vậy Ở trước tôi đã từng giới thiệu rõ ràng cho quý vị Vì sao thế giới cực lạc tốt như vậy Chúng sanh trong thế giới cực lạc Không có người nào có niệm xấu Không có người nào có hành vi xấu, không có tìm không ra. Cho nên giai thị thượng thiện chi nhân câu hồi nhất xứ. Cho nên thiện với thiện cùng cảm ứng. Có cây hoa lá, sơn hà đại địa, không có cái nào không thiện. Bây giờ chúng ta sống trên địa cầu phải hỏi người đang ở trên địa cầu Không phải quá khứ Không phải tương lai Mà hiện tại Những người hiện tại ở trên địa cầu Họ nghĩ gì Họ nhớ gì Họ nói gì Họ làm gì Nếu như tất cả đều không thiền Thì phiền toái rồi Có cây hoa lá không thiện Sơn hà đại địa không thiện Thì thiên tai liền hiện đi Khi có cây hoa lá không thiện Thì lương thực của chúng ta có nguy cơ Sanh mạng của chúng ta sẽ bị uy hiếp Đức Phật dạy có đạo lý Đạo lý này khoa học chưa phát hiện Hy vọng giới khoa học nhanh chóng Nâng cao cảnh giới Đem những sự quyền bí vũ trụ dạch trần ra thì con người chúng ta sẽ tin tưởng sẽ tin rằng chúng ta khởi tâm động niệm có thể thay đổi hoàn cảnh bên ngoài có thể thay đổi địa cầu có thể thay đổi tinh hệ lớn hơn nữa là thay đổi đại thiên thế giới Nghiệp lực không thể nghĩ bàn Trong kinh Phật thường dạy Tâm Phật chúng sanh Ba cái không khác nhau Nghiệp lực của chúng sanh Có thể sánh bằng Núi tu di Sâu như biển cả Cho nên Cuộc đời của chúng ta Đời đời kiếp kiếp Lành giữ họa phước không do bên ngoài Không liên quan với bên ngoài Dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói Tất cả là xem tâm của chính chúng ta Tâm của ta thuần tịnh thuần thiện Thì cuộc đời ta là may mắn tốt lành Thuốn buồn xuôi gió Nếu như tâm hành bất thiện Sởi tâm động niệm là tổn người lợi mình Thì tiên đồ của ta Sẽ có vấn đề Đâu đâu cũng là tai ương Làm giữ họa phước Là do ý niệm Hành vi của mình tạo thành Nếu như ý niệm hành vi của chúng ta Tương ứng với mà Thì náo hại ngày trước mặt Làm gì có được cuộc sống tốt đẹp Tám đồ lục đạo hiện tiền ngay nếu chúng ta có thể tương ứng với tặng đức phật a di đà là tượng trưng cho tánh đức phật a di đà ở đầu kinh vô lượng thọ là phật a di đà chúng ta đọc thuộc kinh vô lượng thọ Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Có thể tương ứng với kinh vô lượng thọ Thì quý vị tương ứng với Phật A-di-đà Quý vị tương ứng với thế giới cực lạc Quý vị tương ứng với tánh đức của tự tánh Mọi việc đều thuận lợi Quý vị thành Phật, thành Bồ Tát ý niệm của chúng ta nghiêng lệch thì đó là ma bản thân mình là ma cảm thấy bên ngoài cũng toàn là ma ngủ ấm ma toàn là ma tâm của chúng ta ngay thẳng hành vi chân chánh chiêu cảm bên ngoài cũng toàn chân chánh chân chánh là thế giới cực lạc là thế giới hoa tạng hết thảy hữu tình đều là chư phật như lai Đạo lý này không thể không hiểu Tam giả tử ma Đây là lúc thọ mạng của con người Đại Tử năng đoạn nhân chi mạng căng Cố danh ma Người này mạng chung sao gọi mạng chung là ma đạo nghiệp của chúng ta chưa thành tựu thì thỏa mãn hết rồi chưa thành tựu thì phải luân hồi trong lục đạo như cũ chúng ta phải chịu hành hạ nhưng sắc thân này chúng ta muốn kéo dài thoả mạng có thể làm được không làm được có quá nhiều ví dụ rồi quý vị đọc liễu phàm tự Quân Liễu Phạm khi còn trẻ tuổi Hình như là 15 tuổi Gặp một ông thầy bói Ông này họ khổng Người ở dân Nam Đoán vận mệnh suốt đời cho ông Tình trạng mỗi năm của ông Đều nói ra hết ông khổng nói với liễu phàm rằng ông là người làm quan đây là vận mệnh đã định trước ông phải tham gia chính trị tức là làm quan bất luận quan lớn hay quan nhỏ cũng phải làm quan làm việc này khuyên ông ta học hành Thi đậu công văn Cuộc đời của ông Chỉ có thể làm đến chức huyện trưởng Tri huyện của một huyện nhỏ Thọ mạng chỉ có 53 tuổi 53 tuổi chính là lúc làm huyện trưởng Bảo ông ta rằng chỉ làm quan được 3 năm Ông xin nghỉ trở về nhà Họ mang hết rồi Cũng rất tốt Chết ở lúc còn làm gì Khổng tiên sinh thật sự rất giỏi Giúp ông ấy đoán vận mệnh rất chính xác Mỗi năm tham gia thi cử Khi đứng thứ mấy Lúc đó thi đậu tú tài thi đậu tú tài thì nhà nước nuôi, mỗi năm cho vài chục tùng gạo. Một nhà của ông xuyên Hoạt cũng không thành vấn đề, ông yên tâm học hành. Cũng là sau khi thi đậu tú tài, nhà nước nuôi nâng. Sau đó tiếp tục học, tiếp tục nâng cao tú tài là thi quyền sau khi thi đậu tham gia thi tịnh thi tịnh đây là cử nhân sau cùng tham gia thi quốc gia gọi là thi đình đức vua là quan chủ khảo đảng cấp Y gọi là tiến sĩ Tiến sĩ là đẳng cấp cao nhất Thứ hai là cử nhân Thứ ba là tú tài Trong vận mệnh của ông Chẳng những không có phần tiến sĩ Mà ngay cả phần cử nhân cũng không có Ông chỉ có thể đến tú tài mà thôi Tú tài cũng có phân đẳng cấp Đẳng cấp tốt nhất là cống sinh trong vận mệnh của ông Học gì chỉ đến như vậy Không có cao hơn Làm quyện trưởng của một quyện nhỏ Trong suốt 20 năm 20 năm từ 15 tuổi đến 35 tuổi Dẫn mệnh mỗi năm Hoàn toàn tương đồng Với lời tiên đoán của khổng tiên sinh Ông ta rất khâm phục Thật sự biết rằng Cuộc đời đều là vận mệnh Chứ không phải ở con người Cho nên ông rất hứng thú Đối với Phật giáo và Đạo giáo Mỗi ngày ngồi thiền tu định Không suy nghĩ điều gì Vì sao? Bởi giận mệnh đã định trước Suy nghĩ cũng chẳng được Nếu suy nghĩ có thể được thì suy nghĩ Suy nghĩ cũng không được Trong giận mệnh không có Trong giận mệnh có thì không cần suy nghĩ Đến thời tự nhiên có Cho nên ông định tâm lại Ở trong chùa Lâu Hà Ngồi thiền với thiền sư dân cốc Ngồi ba ngày ba đêm trong thiền đường Không có một ý niệm nào Thiền sư dân cốc vô cùng kinh ngạc Ba ngày ba đêm không có giọng niệm Đây không phải người thường liền hỏi ông ta Ông tu như thế nào mà có thể đạt được cảnh giới này Liễu phàm thành thật thưa với thiền sư Con không có công phu gì hết Không có công phu sao ông không có vọng tưởng Liễu phàm trả lời vận mệnh của con Bị người ta định trước rồi 20 năm không năm nào sai hết Cho nên con tin tưởng Thiền sư dân cóc nghe xong cười ha hạ nói Lúc đầu tôi tưởng rằng ông là thánh nhân Tưởng rằng ông có định công Thì ra ông cũng chỉ là một người phạm phu Thiền sư dân công nói rõ cho ông ta những đạo lý này Dân mệnh có hay không? Có kiếp trước gieo nhân Kiếp này gạt quả Có thể thay đổi vận mệnh được không? Được Vì sao? Mỗi ngày niệm tốt niệm xấu Thêm bớt cộng trừ Ông động một niệm tốt Làm thêm việc tốt Động một niệm xấu Làm giảm bớt việc xấu Mỗi ngày đều có thêm bớt cộng trừ Nhưng mức độ thêm bớt cộng trừ không lớn Cho nên vận mệnh của ông Bị người ta đoán trước Nếu như ông có thiện lớn Cộng thêm điểm quá nhiều Thì vượt qua không còn chính xác nữa Hướng thượng dương lên Ông làm đại ác thì giảm Tức là trừ Ông ta sau khi hiểu được đạo lý này Liền tiếp nhận Đoạn ác tu thiện Tiếp lũy công đức Năm thứ hai tham gia thi cử Khổng tiên sinh đoán ông đứng hạng ba nhưng ông được đứng thứ nhất Thế là không đúng rồi Quốc gia cũng tăng bổng lộc cho ông Từ đó ông mới biết thì ra vận mệnh là tự mình có thể thay đổi được Nên cả nhà làm việc thiện Ông và vợ làm việc thiện Thật là tích lũy công đức trong vận mệnh không có con trai Trong vận mệnh không có công danh Ông ta cầu thi cử nhân thì tiến sĩ đều trúng tuyển Không có con trai Ông cầu đứa con trai Sanh được một đứa con trai rất ngoan Tên là Thiên Khải Trong vận mệnh chỉ sống đến năm 13 tuổi Nhưng ông sống đến 74 tuổi mới mất Kéo dài tuổi thọ được 21 năm Thay đổi được đó Cho nên liễu phàm tử quân xúc động lòng người như vậy Cảm động lòng người như vậy Vì sao? Bởi tự thân ông ấy trải qua Không giả chút nào khổng tiên sinh đoán là thật không phải giả dạ. hiền sư dân cốt dạy ông ta sửa lỗi dạy ông ta tự mình sáng tạo vận mệnh. đó cũng là sự thật đại sư ấn quang rất quý quyển sách này khi ngài còn tại thì suốt đời in kinh in quyển sách liễu phàm tứ quấn này Số lượng hầu như đạt đến một triệu quyển Hồi nhỏ tôi thấy quyển sách này Thấy ở sau trang bản quyền Tôi vô cùng kinh ngạc Đây không phải sách Phật Tại sao in nhiều đến như vậy Lá Hòa Thượng in sách Phật Thông thường mỗi bản Là một ngàn quyển Hai ngàn quyển Năm ngàn quyển Rất ít Vì sao Liễu phàm Tự Quân Mỗi lần đều là Năm mươi ngàn quyển Một trăm ngàn quyển Một số lượng lớn như vậy Suy nghĩ mấy tuần lễ Mới có chút giác ngộ Đại khái là Mọi người đều hiểu giận mình Thì ai ai cũng hiền lành Không khởi ác niệm Liễu phàm sau khi tự mình hiểu được Thật sự đoạn ác tu thiền Cái tà quy chấm Tích lũy công đức Mọi việc đều như ý Khi làm tri nguyện Địa vị này cao rồi Không phải nguyện trưởng nhỏ trong tự quân Đây là nguyện lên Trực tiếp thuộc về nhà vua quản lý phát tâm làm 10 ngàn điều thiện, đây là điều ông ta thường làm. Thiền sư dân cấp đưa cho ông ô thành tích và khuyết điểm, làm việc tốt cũng ghi lại, làm việc xấu cũng ghi lại, ngày ngày đổi chịu. Hôm nay làm việc tốt nhiều hay là làm việc xấu nhiều? Ông ta trọn đời dân theo thật sự là một học trò tốt. Cho nên, có người có thể sửa lỗi, có thể sửa đổi giận mình. Nếu Phạm sửa được, thì mọi người cũng có thể sửa được. Vì sao không sửa? Sửa thì theo Phật, không theo ma. Theo ma là không thiện. Sẽ đọa vào ba đường ác à, Theo Phật thì từng bước từng bước lên cao Vì vậy không nên sợ chết Có thể kéo dài mạng sống Vì sao kéo dài mạng sống Không phải muốn phú quý ở nhân gian Thật sự là muốn nâng cao cảnh giới của mình Người niệm Phật nâng cao phẩm vị của mình thứ giả Tha quá tự tại thiên tử mà Kỳ ma dương năng hại Nhân chi thiện sự cố danh ma Thứ tư Trong này là ma dương ba tuần Di ma chi bồn pháp Trong Phật giáo gọi là ma Thật sự là chỉ cho ông ấy Tha ta ma nhân tướng loại Nãi tùng nhi sưng ma Dạ Giống như trước đã nói Phiền não ngủ ấm tử Cũng có thể chướng ngại thiện pháp của con người Cung đồng loại với ông Nên cũng gọi là ma Gọi là ma chủ yếu là chỉ cho ba tuần Tức là ma dương ba tuần Phước báo lớn Không phải là người thường Ông ta có thần lực lớn Phật và Bồ Tát tôn trọng ông ta đó Chẳng qua là có chút tự tư tự lợi không buông bỏ được mà thôi Thật sự tu hành chân chánh Ông ta cũng khâm phục Giả tu hành Ông ta luôn luôn trêu đùa quý vị Không phải tu thật Ông ta tìm đến làm phiền quý vị Đến làm khó quý vị Nếu như chúng ta giác ngộ Ma nạn hiện tiền thì phải làm gì Chỉ cần chúng ta tính tâm kiên định Thì có thể thông qua Ma không làm gục ngã chúng ta Không sai chút nào Như Phật Thích Ca Mâu Ni hàng phục ma Ma nghĩa là dùng ngũ dục lục trần Định dụ dỗ quý vị Danh dự lợi dưỡng để mê hoặc quý vị Quý vị động tâm mắc lừa Thì quý vị thối đạo tâm Sẽ đi với ma Tiếp tục đi vào luân hồi lục đạo Nếu như không động tâm Ma sẽ không làm gì được Uy hiếp dụ dỗ Phật Thích Ca Mâu Niên Tiểu thừa hàng ma Là một trong tám tướng thành đạo Chúng ta xem rõ ràng rồi Kim dân ma não giả Đây là ma não thế tôn đã nói ở trong bốn kim nghĩa là gì dĩ ma năng não hại thân tâm cô ma làm cho chúng ta sanh phiền não phiền não làm hại thân thể làm hại tinh thần của ta làm cho thân tâm chúng ta bị tổn thương Đối với việc tu hành, sanh chứa ngại. Vì ý nghĩa này, cho nên có ma là có phiền não. Hữu phiền não tức ma cụ. Bản thân phiền não là làm hại thân tâm con người. cho nên đức phật dạy chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề bồ đề là trí huệ trí huệ có thể đoạn phiền não có thể chuyển phiền não định có thể đe phiền não người có định tuy có phiền não nhưng nó không khởi tác dụng cho nên định là đè phiền não Trí huệ là chuyển phiền não Chuyển qua nó Cái này cao Công phu cạn nhất là nhận Ta có thể chịu đựng Đây là công phu cạn nhất Công phu sâu là định Nghĩa là đè nó xuống Không khởi tác dụng Cao nhất là gì? Là quá giải nó Phiền não quá thành trí huệ Quý vị nghĩ xem Phiền não tức là ma Đây là phàm phu Phiền não dày dò chúng sanh Tâm chúng sanh không yên Người tu hành có thể nhận Công phu càng cao là đạt định Phiên não không khởi tác dụng Cao nhất khai mở trí huệ Phiên não cũng giúp quý vị tăng trưởng Ví dụ rõ ràng nhất Trong Kim Kim Cang nói Nhẫn nhục tiên nhân Bị vua ca lợi các thân thể Người thường nói Đó là thân tâm bị tổn thương nghiêm trọng Những nhục tiên nhân gặp nạn này không phải để cho quý vị chết nhẹ nhàng Lăng trì sự tử Dùng dao Cắt từng miệng Từng miệng Trên toàn thân thể Cắt cho đến chết Không để quý vị chết liền Cái này khó chịu khôn tạ Những nhục tiên nhân Không những đắc định khai ngộ Chuyển phiên não thành bồ đề Ngài tu nhẫn nhục ba la mật Vô cùng quan hệ tiếp nhận Không chút oán hận Vì sao? Ngài cảm thấy đây là một thử thách Nếu như Ngài qua được thì thành Phật Ngài thật sự đã qua được rồi Còn bảo với vua ca lợi rằng Khi tôi thành Phật Việc đầu tiên là độ ông Cảm ơn vua Ngài thành tựu Ngài nhẫn nhục ba la mật Quý vị nghĩ xem Ngài không chút oán hận Lấy con cảm ơn Chịu uất ức lớn như vậy Cảm ơn Điều này đệ tử Phật phải học tập Hãy nhớ Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Thân này là giả Không phải thật Danh dự lợi dưỡng lại càng già Hà tất phải so đo những thứ này Hà tất phải chấp trước những thứ này Ma có thể làm hại ta Ma là những thứ này Danh dự lợi dưỡng hôm nay của ta Ngay cả thân thể cũng phải buồn bỏ Nghĩ như thế thì ma chẳng thể làm gì được ta Khi không làm gì được ta Thì nó nằm dốc gieo xuống đất Lấy ta làm thầy Hộ pháp cho ta Thật sự không phục Quý vị rất giỏi Ông ta đến hộ pháp rồi Ông ta làm không được Quý vị làm được Ông ta là người có phước báo lớn Ông ta là vua trời tha hóa tự tại Thiên chủ của tầng trời thứ sáu Ở cõi dục Không phải là người thường Ông ta đến hộ pháp chúng ta thông qua hết đừng để trong lòng để ở trong lòng là sai rồi nên đem phật a di đà để trong tâm trong tâm chỉ có phật a di đà ngoài phật a di đà ra cái gì cũng không có thì sẽ không có ma nào Chúng ta xem tiếp đoạn dưới Cực lạc thế giới diễn vô ma não giả Chúng ta quay đầu lại xem thế giới cực lạc Thế giới cực lạc mãi mãi không có ma nào Vì sao? Nhân cử thể thị nhất thanh tịnh câu giả Cử thể là gì? Toàn thể thế giới cực lạc là cầu thanh tịnh Cầu thanh tịnh là gì? Đây là rút ra trong giảng sanh luận Lão hoàng niệm chú giải kim vô lượng thọ Trích dẫn đoạn này nhiều nhất Cho nên Chú giải của ông chúng ta xem qua Ấn tượng sâu sắc nhất là đoạn này Ông trích dẫn mười mấy lần Mười mấy biến Nãy Trú chân thật huệ chi sở trang nghiêm Chân thật chi tỷ chi sở khai thị Cố năng quệ chân thật chi lợi Tam cả chân thật Cầu quan trọng nhất trong kinh vô lượng thọ Ba loại chân thật này đều ở trong câu thanh tịnh cho nên thế giới cực lạ hoàn toàn là trí huệ chân thật phạm vi chân thật và lợi ích chân thật dùng trí huệ chân thật để trang nghiêm dùng phạm vi chân thật để khai thị Ai làm? Giáo chủ thế giới Tây Phương cực lạ Hiệu trưởng của Đại học Phật giáo này Là Phật A-di-đà Là trí huệ chân thật của Phật A-di-đà Thanh tựu thế giới cực lạc đọc hết bốn mươi tám lời nguyện thì rõ bốn mươi tám nguyện mỗi nguyện là trí huệ chân thật mỗi nguyện là gì thành tựu hết thị chúng sanh khổ nào Chỉ cho lục đạo chúng sanh Trong quốc độ mười phương chư Phật Cứu giúp những chúng sanh này Một đời dễ dàng viên mãn thành Phật Không phải trí huệ chân thật có thể làm được sao Đến thế giới cực lạc Phật A-di-đà mỗi ngày giảng kinh dạy học để quý vị thấy Phật nghe Pháp Mãi không bao giờ chậm dứt Cơ duyên này quý vị đến đâu tìm được Đây là chân thật chi lợi Quý vị nên biết chân thật chi lợi là chỉ cho quý vị Hàng ngày thấy Phật nghe Pháp Ở trước đã nói về tám nạn mỗi điều trong tám nạn vì sao gọi là gặp nạn làm trở ngại ta không thấy được phật không nghe được pháp đó là nạn thấy phật nghe pháp là may mắn lớn thấy phật nghe pháp là cực lạ thấy phật nghe pháp là lợi ích chân thật Ở trong quốc độ chư Phật khác có Không phải Lục đạo chúng sanh trong mười Pháp giới Thì có thể gặp được Ai là người có thể gặp được Pháp thân Bồ Tát Chỉ là số ít Ở thế giới Tây Phương cực lạ Lúc đảo chúng sanh trong mười Pháp giới Đều có cơ duyên gặp Mãi không chậm dứt Vì vậy cho nên chư phật như lai khen ngợi phật a di đà là quan trung cực tôn phật trung chi dương chúng ta trong cuộc đời này có cơ hội gặp được gặp được quyết định phải đi mà còn đi một cách tự tại Thật sự nắm chắc Muốn đi lúc nào thì đi Làm được không? Làm được Vì sao? Bởi vì quý vị đã thật sự buông bỏ Đối với thế gian này Không chút luyện tiếc Thì quý vị sẽ làm được Nếu như đối với thế gian này Còn chút luyện tiếc Thì không làm được Khi Lâm chung cần người trợ niệm nếu như thật sự đã buông bỏ hết không chút liên tiếp không cần người trợ niệm vì đó quá phiền phức người tại gia bình thường có thể làm được không làm được chúng ta đã tận mắt thấy một người Đây là sự việc 40 năm trước Ở tướng quân hương Đài Nam Đài Loan Có một cụ bà Niệm Phật ba năm Đứng giảng sanh Bà này rất thông minh Không nói với người trong nhà Nói với người trong nhà Sợ người trong nhà làm phiền bà Ma sẽ đi Vừa khóc vừa la Bà sẽ không đi được Bà ấy thông minh không nói Lúc giảng sanh là ăn cơm tối Khi đó giảng sanh Bà bảo người trong nhà Con trai, con dâu và con cháu rằng Các con ăn cơm trước không cần đợi mẹ Mẹ đi tắm nhưng con cháu rất hiếu thảo Vẫn đợi bà Đợi thật lâu không thấy bà ra Đến phòng tắm xem Thật đã qua tắm Trong phòng tắm không có người Gọi bà không thấy trả lời Trong nhà có một bàn thờ Phật nhỏ Thấy bà tắm thật sạch sẽ xong Mặc quần áo sạch sẽ Mặc áo tràng Trên tay cầm tràng hạ Đứng ở đó đối mặt trước tượng Phật Gọi bà bà không đáp đến trước mặt xem kỹ ba dáng sanh rồi. Ba đi đã khiến cho mọi người trong khu vực này có tính tâm đối với niệm phật. Thật sự không phải giả. Ba năm thời gian không dài. Lão Pháp Sư Đàm Hư nói với chúng tôi Đệ tử của Hòa Thượng Đế Nhàn là Oa Lậu Tượng Cũng là ba năm Rất giỏi Khi làm chung cũng trong từ thị đứng Bình thường chăm sóc thầy trong sinh hoạt hàng ngày Là một bà Phật tử Bà nấu nướng cho thầy Và quần áo cho thầy trước hôm đó thầy chỉ nói với bà ngày mai không cần nấu cơm cho tôi nữa bà nghe cũng không hiểu gì tưởng rằng ngày mai có người mời thầy ăn cơm đến sáng ngày thứ hai bà không yên tâm đến chùa xem sao xem thầy có ở nhà không vì sao trưa hôm nay không cần nấu cơm Đến chùa vừa xem Thấy thầy cũng đứng trước tượng Phật Gọi thầy cũng không trả lời Nhìn kỹ Thấy thầy đã giảng sanh Bà chưa bao giờ thấy người nào đứng chết Giật mình Đi tìm những người bạn đạo Nói thầy mất rồi Đứng mất Vẫn còn đứng đó Mọi người đến xem Xem xong rồi Dỗ vàng báo tin cho Lão Hòa Thượng Đế Nhàn Đệ tử của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn Thời đó không có phương tiện giao thông Phải đi bộ Một dòng đi về là ba ngày Pháp sư Đế Nhàn đến Thầy đứng ba ngày Lão Hòa Thượng lo hậu sự cho thầy Vì sao vậy? Bởi đối với thế gian này không một chút luyện tiếc Vì sao chúng ta thấy có những người khi giảng sanh khó như vậy? Khổ như vậy Vì họ không buông bỏ được Còn cho rằng cái này là của tôi Cái kia là của tôi Vậy là hỏng rồi Cái gì là của ta không có gì là của ta hết người xưa nói rất hay mọi thứ không mang đi được chỉ có nghiệp theo thân chỉ cần ta buông bỏ được tất cả dốc lòng tu tịnh nghiệp ba năm thì có thể mang theo được ba năm này tu tập điều gì hoàn toàn niệm phật a di đà không xen tạp vọng niệm Thì công phu thành tựu rồi Tự tại như thế đó Ngày nay trên thế giới có nhiều thiên tai Thế giới của Ngài không có thiên tai Thiên tai đến trước mặt Ta đã giảng sanh rồi, đi rồi Đi rất tự tại, rất nhẹ nhàng Không bị thiên tai Đối với Ngài mà nói thì không có thiên tai Ngài không tạo nghiệp này Nên Ngài không bị thiên tai này Người bị thiên tai này đều có tạo nghiệp này Gọi là cộng nghiệp chiêu cảm Quý vị tạo nghiệp không giống như nó Làm sao có tai nạn được Không thể cho nên thế giới tây phương cực lạ không bao giờ có ma nào ở đây là giảng về ba điều chân thật chúng ta phải thật sự hiểu rõ ba điều chân thật này đối với phật a di đà đương nhiên phải cảm ơn thật sự năm dốc sát đất nếu không có ân đức của phật a di đà chúng ta luôn hồi trong lục đạo làm sao giải thoát lúc nào có thể ra khỏi chúng sanh trong lục đạo hoàn toàn dựa theo ân đức từ bi của phật a di đà ân đức từ bi của ngài là trí huệ chân thật phạm gì chân thật đối với biến pháp giới hư không giới tất cả chúng sanh trong lục đạo ân huệ ở chỗ lợi ích chân thật ư kỳ thật trung Nhất pháp thanh tịnh hưởng vô ma não chi danh hà huống hữu thật ma não tên ma tên tiền não đều chưa nghe nói làm gì có những chuyện này đây là chân lạ của cực lạ cực lạc vui ở chỗ nào là vui ở chỗ này không có ba đường á tám nạn cá khổ ma não tất cả không có ở đây giới thiệu cho chúng ta thế giới cực lạc vui ở chỗ nào như pháp hoa kinh doanh phật ngôn nhược hữu nữ nhân văn thị kinh điển Kinh điển ở đây là chỉ cho Kinh Pháp Hoa Như thuyết tu hành Ư thử mạng chung Tức giảng an lạc thế giới A-di-đà Phật Đại Bồ Tát chúng Di nhiệu trụ sự Sanh liên qua trung Bảo tọa chi thường Bất phục di tham dục sợ não Diệt phục bất di sân nhuỷ ngu si sợ não Diệt phục bớt gì yêu mạng tật đổ chư cấu sở não Đắc Bồ Tát thần thông Vô sanh Pháp nhân Đây là một đoạn kinh văn Trong kinh Pháp Hoa Đọc kinh Pháp Hoa Tương lai họ đi về đâu Đến thế giới cực lạ vì vậy bậc cổ đức xưa dạy rất hay, Hoa nghiêm pháp hòa. Đều là dẫn dắt. Sướng đến thế giới cực lạc. Đều dẫn dắt ta về tịnh độ. Trong kinh Hoa Nghiêm Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc Kinh Pháp Hoa nói rất rõ ràng Như hữu nữ nhường văn thuyết Pháp Hoa Kinh Điển văn là nghe Được nghe người giảng kinh Pháp Hoa Sanh lòng quan hỷ Có thể tin tưởng nếu quý vị nghe được bộ kinh này, đây là duyên chín mùi. nghe rồi tin tưởng, đó là căn lành. tin tưởng hiểu được. sau khi tin hiểu thì phải thực hành, Thật sự tu hành, y theo lời dạy trong kinh mà tu. Đây là phước đức Sang lành phước đức Nhân duyên đều đầy đủ rồi Ở thế giới này Sau khi mạng chung Tức giảng an lạc thế giới Nghĩa là thế giới cực lạc Hội định thế giới cực lạc Phật A-di-đà và Đại chúng Bồ-Tát dây quanh Đây là thế giới cực lạc Quý vị xem họ sanh trong hoa sen Trên bảo tòa Liên hoa quá sanh Bớt phục vì tham dục sợ não Họ đã đoạn được tham dục Không có phiền não này nữa quý vị phải hiểu rõ tham dục không bỏ suốt đời làm việc chẳng đã tu từ nhiều đời suốt đời hưởng thụ không tạo tội nghiệp cũng không dùng thủ đoạn phi pháp để được danh dự lời dự thì sẽ không đọa vào ba đường ác Nếu dùng thủ đoạn phi pháp Để đạt được danh lợi Khi bạn hưởng thụ Thân tâm không yên Vì sao vậy? Bởi trái với lương tâm Sau khi chết Phải giao địa ngục chịu quả báo Rất đáng thương Thất là tội nghiệp. Tham là căn bản của phiền não Đem nó đặt ở trước nhất Việc phụ bất gì sân nhuế ngu si sợ não Sân nhuế Là nghiệp nhân địa ngục Ngu si là nghiệp nhân súc sanh Tham sân si Chiêu cảm ngạ quỷ Địa ngục súc sanh Đến đây chịu quả bao Vì phục bớt gì Chiêu mạng Tật đố Chưa cầu sợ nào Những phiền não chiêu mạng tật độ Mặc dù quý vị là người tốt Bích lũy công đức Nhưng có tâm kiêu mạn Tâm đố kỵ Thì quả báo tương lai là gì? Là quỷ La-sát, A-tu-la Đi vào con đường đó Tuy tốt hơn ba đường ác một chút Nhưng quỷ La-sát và A-tu-la Là do kiêu mạng đố kỵ Mà đầu thai vào cõi này Họ tạo tội nghiệp rất nặng Họ mạng hết rồi lại đọa vào ba đường ác Tuy không phải đọa lạc liền Nhưng họ đi đường vòng Vẫn đi theo con đường đó Đây không phải đường lành Những thứ này Ở thế giới cực lạc hoàn toàn không có Đắc Bồ Tát Thần Thông Vô Sanh Pháp Nhận Đến thế giới Tây Phương cực lạc Đây là trong kinh này đã nói được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trị Nên đều làm a duy việc trí Bồ Tát Điều này chúng ta không được quên Cho nên nói Đắc Bồ Tát Thần Thông Vô Sanh Pháp Nhân Thị Minh Cực Lạc vô hữu chư não giả dạ. Thế giới cực lạc quyết định không có những chuyện ma não này Chí ư ma sự Quý độ chúng sanh dĩ niệm Phật cổ Thượng đắc miễn trừ Hà huống sanh bỉ tịnh độ Câu này vô cùng quan trọng Tôi đọc lại lần nữa Ma sự ý độ chúng sanh Dĩ niệm Phật cô Thượng đắc miễn trừ Người học Phật bây giờ Gặp nhiều chuyện ma Quý vị một hướng tu thật giỏi Tu thật tốt Gần đây tôi có nhận được một lá thư của người học trò Từ Trung Quốc gợi đến Tôi không biết ông ta ở đâu Chỉ là một lá thư Có ngày tháng, không có địa chỉ Có tên, không có họ Tôi không biết làm cách nào để hồi âm cho ông ta Ông ấy kể cho tôi về một lão đồng tu Người đồng tu này tôi cũng quen biết Những năm gần đây tu rất tốt làm rất nhiều việc tốt Giúp đỡ nhiều chúng sanh Hiện tại bị ma nhập Dùng cách nói ngày nay Thì gọi là thần kinh bị hỗn loạn khác thường phản chuyện này viền phật đây. hôm nay chúng ta học đến đoạn kinh này. chuyện này có thể giải quyết được chăng? được dùng phương pháp nào chân thật niệm phật? niệm phật không có hiệu quả, không có hiệu quả là do công phu niệm phật chưa đủ. chẳng phải không có hiệu quả mà công phu niệm phật chưa đủ. công phu niệm phật đủ rồi. Thì ma não được quá giải Thời kỳ càng long nhà thanh trước Pháp sư từ dân quán đảnh Là bậc cao tăng lúc bấy giờ Thông hết cả thiền tông và giáo môn Duyên dung cả hiện giáo lẫn mật giáo Thật là bậc cao tăng Ngài viết nhiều tác phẩm Tác phẩm của Ngài ước chừng có hơn 50 loại Trong bộ giảng tự tục tạng của Nhật Bản Có đến hơn 20 loại Lúc trước tôi giảng kinh vô lượng thọ Phật Tham khảo chú giải của Ngài Cuốn chú giải của Ngài gọi là Quảng Kinh Trực Chỉ Trong đó có câu nói rằng Nếu gặp phải thiên tai nghiêm trọng nhất Nghiệp dưỡng của ta hiện tiền Thiên tai khủng khiếp đã đến Hết thấy những việc như tụng kinh bái sám Đều không có hiệu quả Đều không thể quá giải thiên tai này Không thể quá giải nghiệp chướng của ta Nhưng vẫn còn một phương pháp là nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà Chắc chắn sẽ giải quyết được công đức của phật a di đà không thể nghĩ bàn nếu quý vị thật sự biết được rồi suốt cuộc đời nương tựa vào phật a di đà đừng đi tìm những thứ khác nữa tìm cái gì để so sánh với phật a di đà cũng không thể sánh bằng hà tất phải nhọc lòng Khắp nơi tìm cái này tìm cái kia Nói cách khác không có lòng tin đối với Phật A-di-đà Vì sao không có lòng tin Bởi vì quý vị không nhận biết Phật A-di-đà Nhận biết Phật A-di-đà thật khó Chúng ta ngày nay có chút nhân duyên Có sự nhận biết đôi chút về Phật A-di-đà Nên biết ơn lão cư sĩ Hạ Liên nên biết ơn lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Lão cư sĩ Hạ Liên hội tập kinh vô lượng thọ Lão hoàn Niệm viết chú dạy rất tốt sau khi chúng ta đọc xong Mới biết đến Phật A-di-đà Mới hiểu rõ tịnh độ tông Thật sự khẳng định Nó là kinh số một trong suốt 49 năm Thế Tôn giảng kinh thuyết Pháp Pháp môn thứ nhất phổ độ tất cả Pháp giới chúng sanh Quý vị nghĩ xem khó biết bao Ở ngay trước mặt mà không biết Thật đáng tiếc Bỏ lỡ cơ hội rồi Cho nên các bạn học tịnh độ tông nhất định phải biết Gặp phải ma não, chướng nạn Một lòng niệm Phật Buông bỏ dạng duyên Một lòng niệm Phật Cư sĩ Lưu Tứ Dân người Đông Bắc Đã làm gương cho chúng ta Nghiệp chướng hiện tiền Cô ấy bị bệnh lao da ban đỏ Bên này mạng sống được tính từng giờ Có thể chết bất kỳ lúc nào Cô ấy đã buông bỏ giảng duyên chuyên tâm niệm Phật Nhờ niệm Phật mà hết bệnh Không đến bác sĩ Cũng không tìm thuốc uống Một mình ở trong nhà Hàng ngày nghe kinh vô lượng thọ qua băng đĩa Nghe 10 tiếng đồng hồ Ngoài nghe kinh ra còn niệm Phật hơn một tháng thì hết bệnh đi kiểm tra lại thì bệnh không còn bác sĩ cảm thấy rất kinh ngạc đây là chuyện không thể hỏi cô ấy đã chữa như thế nào uống những loại thuốc gì cô ấy nói không uống thuốc gì hết chỉ niệm phật a di đà thôi nhờ niệm phật mà hết bệnh bác sĩ tin lời cô ấy nói vì sao vậy? Bởi cô lưu một đời không nói dối Khu vực đó mọi người ai cũng biết Đây là người trung thực Lời nói chân thật Chưa bao giờ nói dối Cho nên chỉ cần cô ấy nói ra Chẳng có ai là không tin Đây là vì chúng ta mà hiện thân thuyết pháp Vì chúng ta mà đến làm chứng ế độ chúng sanh lão thật niệm phật năng câu tiêu tai miễn nạn không giả chút nào chúng ta niệm phật không tiêu được tai không tránh được nạn là vì sao bởi lòng ta không thành lòng ta không chân vừa niệm phật vừa vọng tưởng vừa niệm phật vừa hoài nghi phương pháp này được không không uống thuốc không khám bệnh được không không khám bệnh không uống thuốc thì không thể được đối với ta sẽ không có hiệu quả đây gọi là tâm thành thì quả ứng đại sứ ứng quang nói một phần thanh kính được một phần lợi ích mười phần thanh kính thì bán được mười phần lợi ích Không có lòng thành kính thì không có hiệu quả, cho nên phương pháp này có hiệu quả hay không là tự ta quyết định. Không liên quan gì với Phật với pháp cả. Đây là thật không phải giả. Phật không lừa ta. Ai cứu ta, tự mình cứu mình. Dựa vào người khá khó lắm Thập giảng sanh kim dân Phật ngôn như hữu chúng sanh Niệm A-di-đà Phật Nguyện giảng sanh giả Bỉ Phật tức hiện Nhị thập ngũ Bồ-Tát ủng hộ hành giả Nhược hành nhược tọa Nhược trụ nhược ngọa Nhược trú nhược dạ Nhất thiết thời nhất thiết xứ Bất linh ác quỷ ác thần Đắc kỳ tiền giả Trong thập giảng sanh kinh Đoạn này rất quan trọng các bạn đồng tu chúng ta hiện nay niệm phật thường thấy việc bị hương linh gá vào thân hương linh trêu chọc chúng ta thấy họ rất đau khổ không biết làm sao cứu họ trong kinh Pháp Hoa Trong kinh Thập Giảng Sanh Nêu ra phương pháp dạy chúng ta rằng Chân thật niệm Phật Thì có thể giúp họ Nếu bản thân họ có thể niệm theo Thì hiệu quả càng cao Tự mình không thể niệm Thì ma sẽ khống chế họ Chúng ta phải ra điều kiện với những hương linh này Phải hết lòng khuyên răng họ rằng Trong đời quá khứ Hương linh có oan kết Có oán hận Oán hận này cần phải quá dài Oan gia nên giải, không nên kết. Vì sao vậy? Bởi Hương Linh làm hại họ thì hai bên đều đau khổ. Hương Linh báo thù họ, họ không cam lòng. Tương lai họ sẽ báo thù lại Hương Linh. Oan oan tương báo trong lục đạo luân hồi không bao giờ dứt, đời đời kiếp kiếp hai bên đều chịu đau khổ. Như vậy là sai rồi Cần phải quá giải Vì quá khứ không tính nữa Không cần truy cứu nữa Quay đầu lại cố gắng học Phật Cùng sanh về nữa cực lạc Liệu sanh thoát tự khỏi ba cõi Điều này hay biết mấy cơ duyên này ở ngày trước mặt hà à, tết phải chấp trước phải báo thù thông thường thật sự khuyên bảo họ khuyên răng họ đại đa số sẽ đồng ý sẽ thoát ra chỉ cần hương linh thoát ra thì người đó sẽ trở lại bình thường Người bị hương linh gá vào Bản thân họ không làm chủ được Bản thân họ mơ mơ hồ hồ Oan thân trái chủ dựa vào thân Lợi dụng thân thể của họ tạo tội Rất đáng thương Cho nên ở thế gian này Cách xử sự đối nhân xử thế Không thể không có trí huệ Tuyệt đối không kết oán với hết thầy chúng sanh cho dù gặp phải người ác ý hủy bán ta ta cũng không hủy bán họ thậm chí họ làm hại chúng ta cũng chấp nhận không báo thù nên học theo nhẫn nhục tiên nhân có lẽ trong kiếp quá khứ ta nợ họ nghĩ được như vậy thì món nợ này chẳng phải được chấm dứt rồi sao không có oán hận tôi thường nói chẳng những không có oán hận mà còn phải cảm ơn họ đến kiểm tra xem ta có đủ tiêu chuẩn không kiểm tra điều gì kiểm tra chúng ta xem có thật sự nhìn thấu không xem có thật sự buông bỏ không Thật sự nhìn thậu buông bỏ Thì cảnh giới hiện tiền không động tâm Không sao hết Như thế là quý vị đã thông qua rồi Mặc dù họ dùng ác ý Báo thù ta Nhưng quả báo cũng hết rồi Ta không báo thù lại nữa không có tâm oán hận nợ đến đây là kết thúc hay đấy giết người phải đền mạng thiếu nợ phải trả tiền xóa bỏ hết Đạo lý này Chân tướng sự thật này Trong kinh điển Đại Thừa nói rất rõ ràng Rất minh bạch Vì tất cả chúng sanh Giống như 48 lời nguyện của Phật A-di-đà Mỗi nguyện được thật sự làm lợi ích cho chúng sanh Nhưng Phật A Di Đà không kể công. Làm mà không làm, không làm mà làm, trong lòng vắng lặng, không nhiễm bụi trần, điều này cần phải học. Làm một chút việc tốt đã thấy tôi tốt với quý vị, tôi có ơn với quý vị, quý vị phải biết ơn và báo ơn tôi, như thế là không đúng, quý vị lại tạo nhân luân hồi rồi. Không có chuyện gì Ân đức bố thí Bố thí rồi thì quên đi Thường sống trong thanh tịnh bình đẳng giác Là đúng rồi Huấn cảnh, nghịch cảnh Hiển duyên, ác duyên Đều không bị động Lấy tâm đại từ bi đối xử với chúng sanh Hành Bồ Tát Đạo Nên người thí, người nhận và vật thí đều không Thanh tịnh vô di Chúng ta tương ưng với tự tánh đây là loại cuối cùng trong ba loại không thoái chuyển Mỗi niệm đều hướng đến bờ giác Nói cho dễ hiểu Mỗi niệm đều quay về tự tánh Trong tịnh độ Tự tánh là thường tịch quan Mỗi niệm đều quay về thường tịch quan là đúng rồi so với cõi thật báo trang nghiêm còn cao hơn trong thập giảng sanh kinh quý vị xem người trung thực Nghe lời Thật tu Như người niệm Phật Thì một lòng cầu giảng sanh Tuyệt đối không cầu phước báo Ở cõi trời người Tuyệt đối không cầu danh lợi Chỉ cầu giảng sanh Bỉ Phật ở đây Là chỉ cho Phật A-di-đà Phật A-di-đà sai 25 vị Bồ-Tát Bảo hộ quý vị Quý vị đi đứng nằm ngồi Ba ngày ban đêm Mọi lúc mọi nơi Không để ác quỷ ác thần Có cơ hội hại quý vị Những ác quỷ ác thần này là oan thần trái chủ của quý vị Muốn đến chướng ngại quý vị Đều không thể được Vì đã có 25 vị thần hộ pháp Bảo hộ quý vị rồi Phật ngôn nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni vậy Phật Thích Ca Mâu Ni không lừa gạt người Ngài nói bỉ Phật Bỉ Phật ở đây là chỉ cho Phật a di đà 25 vị Bồ Tát là do Phật a di đà phái đi Quý vị có tin lời Phật Thích Ca Mâu Ni không? Có tin lời Phật A-di-đà không? Quý vị nên biết rằng lời Phật nói là thật, tuyệt đối không phải giả. Nếu quý vị thật sự làm thì thật sự có việc này. Nếu như vẫn còn tham luyến thế gian, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn danh dự lợi dưỡng thì không có việc này. Quý vị phải xem kinh văn cho rõ ràng, không phụ thuộc bất kỳ điều kiện nào. Một lòng một dạ cầu giảng sanh thị giới cực lạc. Đây là người thật sự niệm Phật Người chân thật niệm Phật không nhiều Lý Thế Dân nói rất hay Có nhiều người chân thật niệm Phật sẽ cứu được thế giới Thiên tai sẽ được quá giải Nhưng người chân thật niệm Phật quá ít người chân thật niệm phật giống như điều kiện bồ tát đại thế chí dạy đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục người niệm phật chúng ta bây giờ ai nhiếp được sáu căn sáu căn là giọng tâm nó hướng ra bên ngoài mắt theo sắc tai theo tiếng lưỡi theo vị mũi theo mùi tất cả đều hướng ra bên ngoài không quay trở lại đô nhiếp lục căng nghĩa là tất cả đều quay trở lại không hướng ra bên ngoài phan duyên nữa cắt đứt tất cả duyên bên ngoài một phương hướng một con đường, một mục tiêu Là thế giới Tây Phương cực lạc Thân cận Phật A-di-đà Ngoài điều này ra không có tâm niệm nào khác Đây gọi là người chân thật niệm Phật Tính niệm tương tục Không hoài nghi là thanh tịnh Không hỗn tạp là thanh tịnh Hoài nghi hỗn tạp thì không còn tịnh niệm Bồ Tát Đại Thế Chí nói tám chữ này rất hay Rốt ráo đầy đủ Trong mười Pháp giới không có gì là thật Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Chúng sanh trong lục đạo quá đáng thương Quá khổ não Ngày xưa Các vị cổ thánh tiên hiền Gặp được một vị vua giỏi Người lãnh đạo giỏi Như thế nào gọi là giỏi Bởi người này biết dạy Dạy tốt cho nhân dân Đây là người lãnh đạo giỏi Nếu không biết vậy sẽ dạy người ta hư đi Dạy tốt thì quốc gia này sẽ được trị an lâu bền Dạy con người hư thì xã hội sẽ rối loạn Địa cầu sẽ có nhiều thiên tai Thống trị một quốc gia Lãnh đạo một thế giới Phương pháp tốt nhất là gì? Là giáo dục Những năm gần đây chúng ta thường nghe nói Người Trung Quốc nổi dậy Thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc Rất nhiều người nghe thấy như vậy Trong lòng rất hoang mang Nếu như người Trung Quốc thống trị thế giới Thì thật là đáng sợ Cho nên mọi người đều khởi xướng phong bị Thật ra Đối với câu nói này Nhiều người đã hiểu sai ý nghĩa của nó Những năm gần đây Tôi có những cơ hội Tiếp xúc với một số nhân sĩ quốc tế Bao gồm cả người lãnh đạo quốc gia Tôi đã từng nêu ra đề tài này Thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc Không phải là người Trung Quốc nói Vậy thì ai nói Tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh nói Khoảng thập niên 70 Ông ta thật sự đã nói như vậy Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 Cần học thuyết của khổng tử, mạnh tử Và Phật Pháp Đại Thường cho nên thế kỷ 21 là thế kỷ của nền văn hóa truyền thống là thế kỷ của đại thừa Phật giáo chứ không phải quân sự của Trung Quốc, không phải chính trị của Trung Quốc, cũng không phải công thương xí nghiệp của Trung Quốc, càng không phải khoa học kỹ thuật của Trung Quốc. Nó là văn hóa của Trung Quốc vì sao vậy văn hóa trung quốc dùng khổng tử mạnh tử khổng tử mạnh tử tượng trưng cho điều gì tượng trưng cho nhân nghĩa nhân là tình thương yêu con người nền văn hóa truyền thống xưa là văn hóa của tình thương nghĩa là theo lý sao gọi là nghĩa khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác hợp tình hợp lý hợp pháp không trái với tình lý pháp gọi là nghĩa đây là cốt lõi là trung tâm của học thuyết khổng mạnh ngày nay sống trong thế giới hỗn loạn này nếu như khổng tự định Quý vị hỏi ông ấy rằng Ngài có phương pháp gì để đối trị không Chắc chắn Ông ấy sẽ dùng hai chữ Trung Thứ Trong luận ngữ nói Phu tử chi đạo Trung thứ nhi dĩ hỷ Hai chữ này có thể khiến cho thế giới ngày nay được công bằng Vì sao vậy? Bởi hiện nay trên thế giới này đã lơ là việc giáo dục nhân quả luân lý đạo đức ít nhất là 200 năm rồi. Con người tạo tội nghiệp rất nặng. Thứ có nghĩa là gì? Thứ là tha thứ cho mọi người. Vì sao cần tha thứ? Vì họ không học. Không có ai dạy. Phật pháp của chúng ta cũng như vậy. quý vị nhìn xem trong kinh vô lượng thọ đức phật dạy Thiên nhân bất thiện bất thức đạo đức vô hữu ngữ giả thù vô quái giả ngài đã dạy rất rõ ràng bậc tiền bối của họ không có trì thức không có người dạy ngày nay họ làm nhiều việc xấu ác không được trách họ mà phải tha thứ cho họ thứ tức là tha thứ Trung là lòng chân thật Lấy tâm không thiên lệ Định giải quyết vấn đề hiện tại Bất luận ta làm việc gì sai trái Bất luận ta tạo tội nghiệp gì Cùng tiêu tàn hết Không nghe không hỏi Mọi người chúng ta cố gắng ngồi lại Cùng nhau học tập luân lý đạo đức nhân quả Và giáo dục tôn giáo Như vậy là được rồi Tôi giải thích điều này Chưa thấy ai phản đối Danh sĩ nước ngoài nghe đến đây đều gật đầu Đều tán thành Cho rằng đây là phương pháp hay Ôn hòa Không được làm xung đột nữa Cần lấy bốn chữ này để giải quyết phật pháp đại thừa dùng chân thành từ bi đây là tiến sĩ than ơn tỷ người anh nói chúng ta nêu lên bốn chữ trong đại thừa là chân thành từ bi trong học thuyết khổng mạnh là Nhân nghĩa trung thứ Nhất định không nên trách cứ người ta Ngày nay họ tạo tội ngủ nghịch Giết cha giết mẹ Đều không nên trách cứ Bởi họ không có trì thức Không hiểu rõ chân tướng sự thật cho nên phải cố gắng dạy bảo họ không biết thì không có tội không được làm cho họ tạo thêm tội khổng tử nói rất hay toại sự bất giải Tức giả bất cửu Nên lấy sự khoan hồng độ lượng này để đối đại Hy vọng mọi người đều có thể tiếp nhận Giáo dục luân lý Đạo đức nhân quả Giáo dục tôn giáo Thì con người tự nhiên sẽ quay đầu Quay đầu là bờ Xã hội này sẽ trở nên có nếp sống vui vẻ hòa nhã Thế giới trở nên hài hòa Con người hiểu được đạo lý làm người Vấn đề mới được giải quyết Hiểu được giữa con người với con người Nên sống với nhau như thế nào Giữa con người với con người có người với dạng vật Có người với tự nhiên Có người với trời đất quỷ thần Cần phải cùng tồn tại Cùng quan dinh Tôn trọng lẫn nhau Kính trọng lẫn nhau Quan tâm lẫn nhau Chăm sóc lẫn nhau Hợp tác giúp đỡ nhau thế giới là một nhà chúng tôi thấy được một bức ảnh các nhà khoa học phóng về tinh vào vũ trụ vệ tinh này không người lại phóng đi cự ly cách địa cầu 40 ước dặm anh không phải km 40 ức dặm anh quan sát quả địa cầu và chụp một bức ảnh gửi về chúng tôi thấy được bức ảnh này bức ảnh này chụp tại ngân Hà trong hệ ngân Hà có một chấm màu lam chấm màu lam đó là quả địa cầu xem qua rồi chúng ta có cảm giác như thế nào trong vũ trụ quả địa cầu thật sự giống như một con thuyền đang vận chuyển giữa biển cả mênh mông con người sống trên quả địa cầu đều là cùng hội cùng thuyền đều ngồi trên chiếc thuyền này Chiếc thuyền này đang vận chuyển trong vũ trụ Có an toàn hay không? Không nhất định Trên biển có sóng to gió lên Trong vũ trụ cũng rất nguy hiểm Bức ảnh này rất đáng cho mọi người cảnh giác chúng ta còn có gì để tranh chấp nữa nếu mọi người đã có tranh chấp nên đem bức ảnh này xem nhiều lần Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật